xin chào các bà con cũng như anh em đã theo dõi cái kênh Thỏ Miền Nam của mình ha. Thì hôm nay mình tiến hành mình sẽ quay tập đi bắt thỏ, mà bắt thỏ tổng hợp của tất cả các trại. Thì sau đây xin mời bà con mình theo dõi clip ha. Thì cái dự kiến của mình đó, hôm nay mình sẽ bắt đầy cái xe này rồi mình về. Thì dự kiến là tầm khoảng 150 con ha. Thì mỗi một cây sọt vậy là 3 sọt. Còn cái sọt bít này là để hứng kích nha bà con. Ok, mình tiến hành theo dọt các bà con. Ok, rồi mời bà con mình theo dõi clip nha. Rồi bây giờ mình đi tới cầu Rạch Miễu, chuẩn bị qua bờ của Tiền Giang rồi nha bà con. Thì hôm nay sáng thì nay chủ nhật, nay mình đi chủ nhật nên là nó ít có xe đông, xe ít lắm. Mà chạy phi vu thôi. Với lại nay chủ nhật rảnh rỗi sẵn đi gom tour đi bắt thỏ quay video cho bà con xem luôn, chứ lâu quá rồi bà con tưởng mình bị Covid chết à. Ở chứ mấy nay Covid xong rồi cái công việc mình nó hơi lu bu quá bà con à. Rồi mình ít có quay video. Hôm nay mình quyết định là mình sẽ bỏ ra một ngày mình đi bắt thỏ là mình quay cho bà con xem luôn ha. Cũng lâu rồi không có tương tác với anh em như bà con mình nuôi thỏ. Thì cũng vô cái mùa mưa rồi. Bà con mình nuôi thỏ cũng lưu ý cái vấn đề là mình đừng ruột nha. Mấy nay mình cũng nghe nhiều trại cũng phản ảnh lắm. Nói là thỏ hay bị chết cái lúc mà ta gặp tắc mẹ hoặc là sau tắc mẹ. Thì bà con mình mùa này cũng lưu ý nha. Cây cỏ cho ăn là cũng phải sạch ha. Cái điều này thì chắc ai cũng biết rồi trong nghề nuôi thỏ ha. Nhưng mà mấy anh em mới nghe một công nghệ chắc thì cũng mình cũng nói cho mấy anh em biết luôn. Rồi ok, bây giờ quay trở lại vấn đề chính là bây giờ mình cái thứ nhất cái lộ trình của mình bây giờ mình sẽ đi lên chợ tập du trước, sau đó mình sẽ quay về khu công nghiệp Tân Hương ha, và cuối cùng là mình quay về Cái Lậy rồi mình về lại Mỹ Thoi, về lại Bến Tre. Thì cái video hôm nay có lẽ nó rất là dài với bà con, thì bà con cũng theo dõi ủng hộ mẫn nha. Rồi bà con hãy cho mình xin một cái lượt share video ha, chia sẻ video đó bà con, như là lượt thích video và một cái lượt đăng ký kênh luôn. Bà con xem thấy có gì mà nó sai sót thì bà con cứ bình luận comment ở bên dưới góp ý cho bạn nghe, thì bạn sẽ rút kinh nghiệm sửa đổi. Thì lâu quay quá rồi giờ quay lại sợ nhiều khi nói bậy bạ chúng cười ẻ luôn. Rồi ok, bây giờ mình tiếp tục mình đi ha bà con. Bây giờ mình sẽ bỏ qua cái đoạn đường mà đi cho nó đỡ cái dài video, thì mình sẽ tiếp theo là mình sẽ quay cái khúc tiếp theo là nó ở trong trại đi cho nó dễ. Rồi ok, vô tới chạy thỏ của anh Danh này nha bà con. Cái đường mình bị thuốc rồi, cái đường này vô là nghỉ quay đầu luôn, giờ mới có đường thông không nè. Đường giờ là chỉ đường độc đạo thôi, vô chứ không ra được, khổ ghê á. Bắt 30 thỏ về chết tôi rồi. Trời ơi, đường này đâu có tới 3 mét đâu. Cứ về lấy xe cho máy đi cho nó khỏe mà. Thiệt thật. Gậy lỡ vừa rồi. Để hồn gán mình vớt cho nhiều cho đủ tiền xăng mới được. Cứ về là không xong rồi. Dạ. Rồi ok. Dạ, đường này hơi căng quá. Để bên đây luôn. Mới vô đây buông hình lồng quá bà con ơi. Mấu thỏ ế vô buông hình lồng mới được. Quá trời hình lồng luôn. Tới chưa, tới chưa? Giờ đúc đích vô hay là có chỗ quay đầu không? Nghe ông hoài luôn á. Ta rồi chơi luôn nha. Rồi. Coi cái bụng coi. Rồi ok. Ok chưa? Thẳng luôn. Rồi, hên quá bà con ơi. Trời ơi má hú luôn. Này là mấy anh em trại sau trại này bữa nay bắt là phải đợi hơi lâu rồi. Rồi lấy gì bên tài ra. Chạy ra mất cả buổi. Dưỡng cây chú ơi. Đó, dưỡng cây rồi.
dưới lưới luôn. Rồi ok, khỏe rồi đó. Ú, hồn chị mén. Không nên lông nha anh. Em né mà anh. Giờ nó hết biết đường né luôn rồi. Giờ hết biết né luôn. Kệ nó đi. Lông có tái nha anh. Kệ đi chứ giờ hết biết đường né rồi. Thôi, thôi chú vô cái chữ nhôi hết á. Rồi giờ sao quay đầu? Bên kia có chỗ quay. Vậy chết rồi. Bên kia lúc đích vô được kìa. Thôi luôn, thẳng luôn, thẳng luôn không? Thẳng luôn. Quẹo miếng nào không? Rồi, quẹo luôn. Rồi. Tới chưa? Nhà đâu, nhà đâu? Vậy đậu đây nha. Yeah. Được không? Đúng đích chưa? Ở trọng có chỗ quay không? Giờ tao đi. Giờ tao ve, ông mở cổng đi, giờ tôi ve chứ hồi chạy ra cho nó khỏe. Rồi. Ok. Rồi, quay đầu. Ú hồn, trời ơi là trời. Được không? Được không? Tới luôn anh ơi. Từ từ thôi. Từ từ, tới chút nữa đi. Coi cái đuôi á. Từ từ. Rồi ghé luôn anh ơi. Rồi lấy cái lái về bên tài đây. Lấy hết rồi đó. Rồi ghé luôn. Ghé luôn. Ghé luôn. Lấy lên cái nào không? Ghé đây, ghé đây. Ok, giờ mình vô tới trại Quýnh Giang. Con trại nghe nói là có nuôi dê với thỏ nha bà con. Ồ, nuôi vịt bằng cái sàn nhựa luôn kìa. Thỏ tốt chưa anh? À. Xuống bắt đi rồi ra xe cân. Anh có cái xe gùa không anh Giang? Ờ, hồi đẩy xe, lấy xe gùa đẩy ra. Hả? À, có cái chỗ ăn nhậu hợp lý quá nè. Chỗ này nhậu là thầy luôn. Y như trong mấy bộ phim Hồng Kông. À. Ồ, sàn vịt nè bà con. À, sàn vịt. Sàn nuôi dê cũng được nè. Ừ, dê bên kia quá trời luôn. Wow. Đó, mình vô bắt thỏ đi. Giờ mình đang gấp rồi. Kệ xe gùa sau lưng kìa. Tại xe gùa trong trại có luôn mà. Yo. Ủa nãy nuôi lâu chưa anh Giang? Gần tháng rồi, ủa gần năm rồi. Ủa vậy hả? Năm mà mới bán lứa đậu hả? Mới bán. Dạ. Ồ, oh, có lý nè. Cao ráo thoáng mát được. Chị. Này mới tách hôm qua. Dạ. Mới tách bầy á hả? Có nghĩa là hổng chị nuôi 5 số con vô mà ông muốn. À mới nó cỡ lứa lứa tách ra cho nó lẹ lớn. Đúng rồi. À, lứa sau này cũng nhiều nè. Bằng vậy nè. Bắt dễ nào anh? Dễ này. Dễ này hả? Rồi. Đem sao lại Nguyên. Ủa cái này là anh có cân hạo cho em chưa ta? Bữa có hạo rồi á. Có hạo rồi hả? Có cái này hơn, có cái này hai cái. Dạ. Có cái cân hạo không chị? Cho em mượn cân 5kg. Ủa cân đó luôn hả? Rồi ok. Thôi. Bóp. Hát cái con nào nhỏ quá mình hạo thử. Dạ thì đúng rồi, con nào nhẹ quá thì hạo lại. Ủa rồi cái này mở cửa hay sao? Không hiểu được luôn. Chị mở cho nghe em nó bắt rồi được rồi. Dạ. Ủa vậy á hả? Xài tự chế. Con nào nhẹ thì nghi ngờ cân lại nha. Em đâu biết con nào nhẹ không? Tới luôn. Lòng đó rồi được hết á. Dạ. Tại có một con chút xíu con lên nó dạ. Dạ hả? Dạ. Dạ đây lại. Sao nữa rồi? Nè chú quay anh bắt cho lẹ. Ê, nó nhảy ra kìa.
ba. Chỉ thế nhìn lên thôi. Chơi nhiều kiểu quá. Ờ lúc trước ảnh mua giống ở đâu vậy chị? Giống ở trên Long An, giống của anh gì mà anh Tiền không gì đó. À anh Tiền, rồi em biết rồi, chỗ công viên tượng đài phải không? Ừ, em có bắt cái đó không? Dạ có, anh Tiền bạn em à. Đúng hả? Dạ, chắc anh giới thiệu cho anh nhà chứ gì. Đúng rồi, anh cho số đó. Dạ phải rồi đó. Em mới bắt luôn Tiền, tại em đi học đâu mấy tháng á. Ừ. Bớt, vừa lại mới rồi. Trời biết chỗ này mới đi xe máy. Hôm qua tính ghé rồi mà hôm qua về cái mắc mưa. Mình ra không ghé luôn. Đi xe máy cho nó khỏe dễ lùn lắm. Tài ơi. Con đi rưỡi hình nhỉ? Sao? Ui. Ủa nhẹ hả? Dạ. Bên bên đây đây. Ừ, chạy bên kia luôn không chạy. Ừ. Thì con nào nặng hơn đó. Dạ. Ủa giờ được nhiêu nãy đẻ chị? 30 con hả? Dạ. Ờ, trước mua 30 con luôn hay là gầy ra để? 30 mua luôn á. Dạ hả? Con đẻ tốt. Thấy cũng được. Dạ. Mà sao mấy được sao cái con nó cái tỷ lệ nó chết nhiều quá. Vô mùa này nè chị ơi. Tại do vô mùa mưa mà cho ăn rau cỏ nhiều quá. Nó út không? Dạ đúng rồi, nó dễ bị cầu trùng con ly này nọ với tiêu chảy. Ừ. Rồi nó chết thôi. Chứ cũng không phải gì hết. Tới rồi, tới rồi. Để lấy sọt thêm gì. Thôi kia nghe đi, cái lấy sọt thêm. Rồi tiếp tục ba sọt nữa nha bà con. Vô đây lựa được cái nào thì mình vớt cho anh thôi. Rút cuộc ra lại là quen biết nhau hết à. Hay thiệt luôn, có đồng hương luôn á. Trời ơi, ổng chế như là chết luôn rồi. Ôi chị ở Mỏ Cày vậy. Ủa ở khúc dưới đó mà chị về đây lâu chưa? Chị về đây 15 năm. Ồ, vậy là còn quê gốc ở dưới đó thôi. Chị chú cầm gì đây? Dạ. Hồi nãy có cái con sáng cái không để cho chị bắt được con. Dạ. Nãy có con sáng mà cái. Con cái hả? Ờ, bắt được cái. Chị bắt được cái gà mẹ đi. Rồi, rồi. Dạ, chắc phải ba sọt nữa. Có nhiều vết hết, lỡ đi vậy.
vậy? Vừa đủ như anh báo à. Anh đóng cái chuồng cao quá, dở nắp ra cái tới mặt luôn. Đây cho lúa nè. Ăn lúa rồi nó chắc thịt. Đâu nó vậy? Bên đây nhưng mà ở đâu nữa? Để nào ta? Này hả? Này đâu đủ ký? Không đủ đâu, nhỏ xíu à. Có con này nè. Con này. Ừ, con đó đúng rồi đó. Rồi, được 2 con luôn nè. Dễ dãi làm những cái chuyện. Vậy là lấy thêm sọ rồi. Dạ không. Nhét kìa được rồi. Nhét kìa sọt 6 đi. Rồi ra cân mình sang ra. Nãy con chuột là em bắt rồi không? Nãy em thấy nó nhảy. Bắt rồi. Đủ rồi. Rồi, xong. Con kia nữa kìa. Hả? Con sáng này là vậy 2 kg đủ hả ta? Sao đủ? Ê, dạ. Hai lúc tay đen rồi. Không, nãy rồi. Sao mà đủ được? Nghe hiểu quá. Bên đây có con này, đó. Đó. Dạ. Rồi, giờ mình đi vớt tiếp. Dạ. Ba con này nhỏ mà, nhỏ xíu à. Dạ. Con này thì được nè. Bốn con này được nè. Ở đâu nữa? Cái mà cá đẻ mà. Này đủ không? Con này không, con này nhỏ. Dạ. Được 4 con này nữa. 3 con này với con này. 4 con. Em biết muốn để giống thì để, còn không lứa sau em bắt cũng được. Còn không à, để anh về anh tuyển lại thêm đi. Rồi lứa sau em ghé cũng được, có gì đâu. Ừ. Rồi. Biết chỗ rồi ghé dễ. Ừ. Đẻ quá. Ờ, rồi, vậy đi. Rồi có gì. Dạ lưới sau được hết, lưới sau được nhiều luôn á chứ. Lưới sau mấy con chỉ tách qua bên kia nó lên nữa. Đứng vào đây nè, nó lên nữa mà. Rồi. Dạ. Về. Chơi vậy là chết rồi. Trở lại. Rồi. Chị cầm giấy cái viết ra ghi luôn á chị. Dạ dạ. Rồi vậy thôi, em cân này em đưa tiền nhảnh luôn nha. Rồi, rồi em về luôn á. Dạ cảm ơn chị. Dạ. Ok, chào con gái về. Về xỉu hả? Rớt nắp. Trời ơi, khổ ghê á. Bung bẩn, bung bẩn. Bung bẩn. Trời ơi. Mừng hết lớn mừng luôn. Ok. Giờ là mình chuẩn bị sọc cân rồi về. Hả? Đẩy sọc cân lại đi. Nó đầy quá, nó đổi lên á. Mới xong được một chạy đầu tiên. Mệt bở hơi tay luôn. Ê, chính chơm gì của anh ta vậy? Gì là lạ. Gì là lạ hả? Dưa mướp gì á mà biết đâu. Giống cái dưa mà giống cái mướp nữa. Ừ. Ôi. Gãy đinh ngoài khỏi về à. Rồi, 6 sọ. Ê, 7 giờ ngang. Đây là em giấu đó rồi. Em lấy thêm cái sọ em sang ra đi Nguyên. Sang ra luôn đi. Để xích vô trong để nó ngoài đó nó để nhảy á.
Ôi chích mồ, sớm có đem cân không? Không. Sáng không nấu ấy. Ừ, vậy thôi, mượn cân của người ta thôi chứ giờ sao vậy? Ờ, khỏi khỏi sang, có con sọt xanh á. Có sọt xanh 4 đi, sọt xanh 4 đi, dồn qua con cho sọt đỏ 5 đi, cho đủ. Ừ. Rồi, ok, giờ cân thỏ nha bà con. 13 kg 4. Rồi, 13 kg 4. Rồi tiếp, ba sọt đỏ trong kia. Mười ba ký ba. Chị dồn sọc xanh cái, để qua sọc xanh nè. À, cân rồi. Lấy cái nắp ra. Chín cái, ủa sao? Bốn con, năm con, bốn con. Dồn qua đi, dồn sọc xanh qua đi cho nó đủ năm con. Để con lên đó làm chi? Để đi. 11 ký 6. Rồi ràng lại luôn. 11 vô. Để cho nó đúng khớp nha. 11 vô khớp nè. Rồi cái nắp đó. Đó là trong dụng của sọc bích là hứng cức. Trên đây, lấy lên đây. Rồi. Dạ nhiêu chứ? 70-80 con lận. 11 ký 4. Ê. Đầu tổ. Rồi. Lấy cái sọt xanh xuống. Lấy sọt xanh xuống à. Cân sọt đỏ trước đi. Ký 3. Nó nhảy qua luôn. Để nó trên á, ừ để nó sọt cái sọt ra nó, sọt ra nó, sọt tay. Ờ để quên nó, để hồi nó để chung sọt xanh. Lọt kìa. Rồi cắn sọt xanh luôn đi. 8 ký 3. Ký chị. Cho nó lên cái sọt trên đó luôn, nguyên cho nó lên trên sọt đỏ luôn nha. Dạ rồi, để em cộng. Rồi ok, giờ mình bắt được 35 con. Mình về, bây giờ về ghé trại anh Trung nha bà con. Trại anh Trung thì ở khu nghiệp Tân Hương, tỉnh Tiền Giang nha. Rồi bây giờ mình lên đường tiếp tục hành trình. Rồi mời bà con cùng theo dõi nha. Rồi ok, giờ mình đi nha bà con. Tiếp tục. Qua này đi anh. Qua hả? Qua đây còn dư lắm. Còn dư cả thước. Dạ yeah. Hả? Ủa có 5 tấc à? Lỏ. Rồi ok, lọt rồi. Rồi ra đây nè, mấy ấy nè. Ra đây mình canh giùm nè. Tài còn yếu, bà con thông cảm nha. Tài người ta gọi tài non á. Kiểu vậy đó. Tài non mà ra đường khó. Đó, tài non mà ra đường khó. Thôi luôn anh. Thôi luôn. Nhưng dưỡng bụng. Thôi luôn. Mày dưỡng đầu yên tâm đi. Dưỡng đầu dưỡng đầy. Thôi luôn. Phải lên một xíu. Thẳng đi. Thanh Long anh ơi, coi chừng Thanh Long bên trái. Ừ. Xin xíu đây, không có né được. Con này nó có bông luôn rồi đó. Dạ. Trái thì nó không rụng, như cái bông dãy rụng lắm. Vô đây buông Thanh Long nha. Mỗi em chuyển nghề buông Thanh Long, bà con ủng hộ em nha. We'll be right back.
nuôi hết chừng khoảng 30-40 nái à, không có nhiều. Mà hàng bán thì thỏi thịt bán thì rất là đều. Tháng nào nói chung tháng nào cũng có xuất bán, có tháng bán hai lứa là có. Nhưng mà cái tháng sau thì không có. Okay. Hy vọng là mình sẽ bắt được hơn 50 con. Anh Trung báo 50 con thì để xem mình có vớt giác được gì không, có sao trẻ được gì cho anh không. Rồi, giờ anh Trung đem được cái này hai mấy con anh Trung? 25 con phải không? Vậy là còn 25 con nữa. 25 là 7 kia nữa, ba mấy con nữa. Ba mấy con nữa phải không? Rồi tải giùm em luôn nha. Đưa cái sọt nữa đi. Đưa cái sọt nữa đi cho nó cân nguyên. Rồi ok. Cho anh mượn hai cái nắp nhỏ của mình luôn đi cho anh dễ để. Cho anh mượn hai nắp cây á cho anh dễ để. Đúng rồi. Rồi giờ mình vô trại anh Trung nha bà con. Lâu sức rồi mới quay video lại anh Trung à. Lu bu quá trời em chuyện mà. Nay giờ nguyên lên sóng nguyên vàng anh em luôn. Đi sáng giờ là vừa bữa nay đi là bắt mấy trại luôn đó. Được không? Ôi gì nó bắn ra nha. Ok, là 25 con. Này chuyên nghiệp quá. Này trại chuyên nghiệp quá. Rồi giờ lên làm lái luôn. Vô. Chạy từ cái này nó sốc sốc là nó ấy. À, giống gần. Ủa hổm à, hổm gà em thu giá anh nhiêu ta? Hổm 75. 75 phải không? Rồi. Nay đi là đi về là phải được cỡ 160-170 con. Đây không được 5 mấy con rồi. Dạ. Sáng gồm có anh kia trên tầm du cũng được gần 40 con. Dạ. Giờ đi kê lại xong cái về lại Mỹ Tho cái nữa là 80 con nữa. Dạ em về em tre luôn mổ luôn à. Mai bỏ ngày ra đi luôn. Chứ dạo này mưa đi lẻ lẻ mệt quá. Con này là dòng bắp rồi con quá trời bắp luôn. Bắp nhiều, đa số là bắp. Xưa là nhà anh Trung có trước nhà là có trồng nguyên cái vàng đậu rồng, mình có quay cho bà con coi á, nay là trồng lại nè, bắt đầu xuống giống trồng lại nè. Đó, ngày đây là hồi xưa trồng đậu rồng nè. Rộng luôn. Rồi em vô bắt thỏ, bây giờ bắt thỏ. Tiếp 25 con. Đang ráng được thêm mớ nào không anh Trung? Hạo luôn đi, có em vớt luôn cho. Sẵn chiến đi mà. À, anh về anh cân đi. Hả? Dạ, cho ông tự bắt đi. Về mổ thiếu ký mang vốn gì đâu. Thôi ra ra chạy làm sao coi của anh Trung nè. Đi đường này được không, được không anh Trung? Được. Lâu quá sức rồi mới xuống chạy anh Trung nè. Ồ này anh mới sắm cái chuồng gà nữa hả? Đó. Dạ. Ồ. Đây thỏ thịt. Thỏ thịt. Đa số anh là anh nuôi đây. Đây thỏ lứa không hả anh Trung? Bắt vàng nào? Bên đây. Bên đây hả? À. Bên bên kia nái hả? Dạ. Nay 80 hả?
Nè, bữa nay giá hả? Dạ 80, anh chỉ chở cho anh bỏ luôn. Sao quá, thôi kệ. Ok, bên đây dàn ngái. À, đây dàn lứa. Lứa không hả? Nái đâu? À. À. À nái. Trắng nhiều anh Trung, đợt sau trắng nhiều ha. Nha. Yeah. À, bắt đây anh. Bắt đi. Ông mình trước giờ vô là anh Trung bắt cả sẵn luôn à. Về thí dụ lỡ mổ mà hụt ký mang vốn rồi chứ ở đây là làm góp ghẻn luôn. Ô, anh Trung cân báo số lượng hết rồi, nói gì chứ cũng anh em xi nhan đánh nhau hết rồi. Nói vậy nó bảnh vậy chứ xi nhan hết rồi. Bởi như bà con thấy có trại mình hạo từng con, có trại vô là chủ trại tự bắt là vậy. Thì anh em hạo với nhau hết rồi, số lượng nó ăn khớp nhau là được. Về qua mang vốn rồi. Tại anh Trung nuôi xưa giờ nuôi là đơn giản lắm, chuồng trại cũng đơn giản. Nói chung là mà hiệu quả là được rồi. Rồi ok, 24. Ủa sọt 6 đi anh Trung, bỏ sọt dưới con nữa đi. Đúng rồi. Rồi sọt cái. Chuồng cây, chuồng anh Trung đóng không có bị ăn giống như chuồng của anh Nghĩa. Chuồng Nghĩa làm vách bằng cây. Nó nhứt luôn. Nói với cũng tùy con anh Trung, con nó phá nó mới ấy giờ. Chứ đâu phải con nào cũng vậy. Ông mua chó không? Dạ chó, mua chó không? Dạ thôi. Thôi anh ơi. Nghe nói chủ nhà đang làm mồi gì vậy ta? Đang làm mồi gì vậy anh? Mồi gì? Mồi mà có dầu. Trời. Ú, bự dữ hả? Này cái thử. À. Ú. Nó có cái khớp à. Mồi vô khớp là được à. Chết chóc gì? À, để lại ha, hai được rồi, rớt để lại phải không? Nè. Nó 2,7 luôn. Ồ. 4 5 con. Anh đi bắt thỏ có giống nào mười mấy ký còn vừa thấy đâu có được ảnh. Dạ có 4 mấy ký luôn anh ơi. Dạ thỏ hai chân à nha. Có. Đó thỏ bỉ anh. Thỏ bỉ nó nuôi kiển á. Ở ngoài nước ngoài nhưng mà nó ăn dữ lắm nha. Nó ăn dữ thần lắm. Ờ, à, để anh Trung bắt đi. Có mà mình sẽ quay tiếp. Quay quá anh ngại không bắt được. Rồi, ba sọt. Mà ra cái chia sọt cho anh Trung. Cho nó đều. Ừ. Thầy 40 cây, nhiều đó. 55 con được 50 cây. 5 mấy cây. Xe đâu rồi, xe hả? Đây đi, đem cân ngay sáng giờ em đi em quên đem cân rồi, đi cân thỏ mà em cân. Mình qua nhà của ông anh kế bên nhà anh Trung luôn. Coi có thỏ không mình cân luôn. Anh ơi. Dạ. Đâu rồi, được con nào không? Ồ, đây mới hôm qua mới mưa lớn hay gì. Ẩm quá. Hèn chi nó ẩm ì. Sao được nhiều không? Mấy con rồi? Hả? 4-5 con hả? Gì? Ít hả? 2 dạ, 2kg có dứt luôn đi. Trời đất. Hỏi kia chín để làm sao cũng được. Dạ. Con này với lại 6 5 6 con nâng nè. Nay ủa gì 5 6 con nâng dữ vậy? Ừ, tự như vậy bó nọc cũng được luôn. Đâu? Thì cỡ đó nâng đúng rồi, cỡ đó nâng là đúng luôn á. Tự nó một giờ tới nay luôn nè. Dạ. Bó không được luôn nè. Rồi, cỡ đó nâng là đúng rồi. Cái nọng hết biết nọng luôn à.
Dạ. Đi về qua lấy cái sọt. Dạ dạ. Ừ, rồi gầy được nhiêu nái rồi? Có mấy con này mình ăn mẹ đó rồi còn mấy con này cho nên lựa lựa thỏ lứa mình để lại gầy. Mốt em đưa thỏ đực khác cho. Ừ. Rồi đâu? Rồi có lấy bột quanh đúng không? Có bột quanh mày xe hồi nhớ nhắc em nha. Chứ quên á. Dạo này Covid xong hay quên lắm. Thiệt luôn á. Rồi thỏ nái nè, thỏ nái dạt nè, bà con. Nhìn hú hồn chữ mén luôn. Mấy con này như kỳ đội anh đem xuống vậy nè. Hình như đó. Nhìn đá thiệt chứ. Mà nó uổng thiệt. Ừ. Ừ, okay. 4 con bích tiêu cái sọt này. Vậy đó đem họ đực xuống cả 5 kg. Còn nào nữa không anh? Còn nó nọc nữa nè. Còn nào nữa? Nè nó nọc nè. Hết chưa? Hết rồi. Hết rồi hả? Rồi bỏ vô luôn đi. Ra ngoài em sang ra. Nó già rồi. Rồi. Rồi đến cân đi đem ngoài. Ngoài dưới lòng. Ừ. Không ai cần tính tiền cho ảnh trước luôn rồi. Chứ để lộn. Thì đem bển cái. Khiên cái vườn đùi ở trên cái cân của anh lắp luôn đi. Nhìn nổi rồi Vinh. Ừ. 5 con này là thấy rất giả rồi. 5 con đó bổ đồng cho cũng phải 20 kg rồi. Cỡ đó ngang cỡ 18-20 kg à. Ừ. Có hơn nữa chứ. Có hơn nữa chứ. Rồi vớt vát thêm được chục con nữa, khỏe rồi. Hồi nãy mình nói hay à. Anh Trung báo 50 con đi xuống là mình vớt vát thêm được mớ nữa. Đây có cần lấy cần gì không? Cân luôn đi, tính tiền cho ảnh luôn thì chỉ rồi ấy ra luôn chứ đi. Ra ngoài mất công lộn của anh hận nữa. Ừ. Rồi, thấy chưa? 19 mấy. Cũng lấy được rồi, 19 ký rưỡi. 19 ký rưỡi bỏ ra. Cho em tờ giấy anh Trung với cái viết đi. Bỏ ra cái 18 ký 3. 18 ký 3. Trời. Thấy mùi. 19 ký rưỡi phải không? Rồi, con bên đây phải không? Không. Để cái chồng cái sọt kia lên cái. 12. Rồi 2 ký 6. Hai triệu ô lộn. 28 ký 9 anh Trung, trừ sọt rồi á. 3 28 ký 9. Nhân cho 75. Không được 29 ký rồi. Không. 2.167.000. 67. 2.167. Trời ơi. Trời ơi, ông ghi 76 luôn. Chết tôi rồi. 76. Chưa. Này. Cái này của anh Trung phải không? Là hết chưa? Hết rồi phải không? Rồi của anh Trung nè. 8.1. Mười ba ký rưỡi, 13.6. 13.6. Rồi rồi để qua luôn, đúng rồi để qua luôn. 13.3. Để qua luôn. Tên 13.4. 48.4 nhưng mà có 2 cái sọt nhỏ nhiêu ký ta? 2 sọt nhỏ trừ nhiêu ký vậy? Em biết đâu. Ủa anh sang 2 cái sọt nhỏ à, sọt vàng em đi. Vậy đi cân cái sọt nhỏ coi nhiêu biết liền gì. Sang 1 cái sọt nhỏ qua thôi là được rồi. Là mình cân 1 sọt nhỏ mình nhân lên. Sọt nhỏ ký luôn. Cái bự ký 3 nhỏ ký. Chắc cỡ đó hả? Đó. 1 ký 3, 2 ký 6 với lại 2 sọt nhỏ. Trừ ký 2. 2 ký 4. Coi chưa? Rồi. Còn 43 ký 4 anh Trung. Nhân 75. 3.255.000. Rồi xong. Rồi còn của anh Hạnh nữa là xong. Quay xe chạy ra ngoài hiếp. Tao chạy hồi tao lũ rồi có con kéo mày. Ở đâu có cái ba ga này ngon dữ ta. Đó nuôi gà á. À đúng rồi, cái ba ga. Chở gà gác hả? Gác hả? Gà là phải rồi. Chắc đi. Đúng rồi. Để chắc lên luôn. Lót nó vô nó chảy đít nha. Thôi cái bạn. Chạy hậu. Lấy cái
mới tắm không mọi người. Rồi, ok. Tổng là 62 con hả anh Tùng? À, 62 con. Hôm qua em nói anh là 50 con. 50 con thêm 7 con rồi, kia. Con này 12 con gì đó. Là 62 đúng rồi. Thêm 7 con dạt với lại 5 con kia. Chơi luôn đi. Hết luôn đi, con sọt trên đó, anh lấy anh bán sọt dưới này qua sọt ít đó. Đổi đổi lại nha chứ được. Bắt ra để bỏ rồi sọt đó bỏ rồi. Rồi được rồi, vậy đó. Cái này nó không điều. Đây còn sọt nữa. Còn sọt nữa, còn sọt nữa. Nhưng mà bây giờ mình dọn chạy ra ngoài đi mình bỏ sọt đây thôi, khỏi chạy sọt vô. Đúng rồi, tại em để vô có cái sọt hay gì hả? Của em có con cái à. Rồi ai cái nào cũng được, màu vàng nãy. Rồi. Dây ràng buộc lại. Rồi như vậy hồi nữa ra ngoài lấy thêm cái sọt nữa. Ủa, còn của ai? Thì của anh Thận nãy 3 cái đó. À đúng rồi. 4 cái chứ. Của ổng 4 cái. Ủa nãy mà giờ đây còn có 1 cái 2 cái à. Ủa ổng nãy sang sọt rồi mà. Thì sang sọt mà giờ lấy cả nó ra nè. À. Thì nói chung là em lấy lại 1 cái với 2 cái nắp á vậy đi. Còn mấy anh lại cũng làm thì đó mới làm. Vậy đi cho chạy đổ rồi bên kia. Trời vậy được rồi. Chứ. Gần mà sát. Sợ nó trật cái nắp anh. Dần dần nó trật cái nắp ra. Lại xe tải hả? Dạ. Ra chỗ cái lòng khu á. Chưa? Đi. Anh thấy xe nào biển 71C đậu rồi nó đó, chính nó. Ê, chở cái cân ra luôn. Rồi ok, dọn. Quen rồi không? Lụa dữ ta. Rồi về ra cân về bà con. Mưa tới rồi. Rồi giờ cân cái cây còn lại của anh Hận. Thì mấy anh em đây là mấy anh em chung với nhau hết. À, nuôi là cũng bán một lượt, nuôi một lượt, bán lượt hết. 11,9 kg. Đi anh Trung. Mười một ký chín. Có hay vậy? Đều dữ hả? Để cái nằm ngang lại nguyên. Ừ. 11,9 kg. Trời ơi. Này chắc không tới quá, nhỏ. 11,9 kg. 5 con đây hết đậu. 5 con đều hết mà. Lấy cái sọt bít khác. Rồi, 7,5 kg. Cây này trong đây có một cái sọt của mình. Một cái sọt của mình trong đây nè. Phải không ta? Hai ba cái gì lận nghe. 4, 5, 6, 7. Của mình mấy sọt? Của mình tới 9 sọt lận. 9 sọt lận á. Của em á. Của em tổng còn 2 cái phải không? Em 2 cái nữa là đủ. Ví như là đủ nãy 4 cái của Thận đó. Ủa sao của em nhớ đếm 9 sọt lận mà ta? 2 4 5. Nhưng mà vậy 6 7 vậy là phải 4 cái của em chứ. Của em hai cái, của anh 4 cái nè. Đúng rồi, đi còn sao không á, ở tổng còn 1 cái nữa, còn cái 2 cái gì của em á, nhưng mà nó cùng màu nên nó thôi màu, phải không? Nó, không nó cùng màu nên là thôi cái nào cũng được. Ừ. Mà của em là 9 cái lận. Thì 9 cái này dạ. Thì của em tổng 2 cái, giờ 2 cái nó là đủ rồi, còn anh 4 đúng. Cái nè. 4 cái. Ủa, cái gì vậy? 5 6 cái nữa rồi chị. Ý là tổng hết màu vàng là của em 9 cái nè, em lấy ra em trồng ngay đây nè. Đó. Như là màu ha. Đúng, tức là 9 cái màu vàng. Thì bây giờ em lấy lại đúng 9 cái màu vàng thôi. Đây nãy em trồng ở đây 9 cái. Là chuyện này lên cho ông chắc luôn đi á. Sang nha, sọt nào chưa đủ thì nhớ sang nha. Còn bây giờ về cây lậy. Cây lậy xong về Mỹ Tho. Sang ra cái sọt này không phải của mình, sọt này sọt thấp. Đây, bữa nay bắt cũng phải 160-170 con à. Chứ không bắt đâu. Đó cái sọt đó đúng rồi. Rồi 3 sọt nữa là của em là đúng. Đó tức là còn cái chổng sọt của em đó. Ở đây có 2 sọt à. Mốt đổ lại. À đổi gì? Em mốt không bắt nó đổ lại. Thì ý là con cái sọt thấp á thì lấy đỡ. Ấy không đưa em sọt vàng luôn, ủa sọt đỏ luôn. Rồi hợp lý rồi. 3 cây sọt á. 3 cây. Có 1 cây 4, có 1 cây 4 sọt. 2 cây kia 3. Tại vì của anh là 10 sọt mới đủ.
50 con. Thì nãy em lấy 9 sọt. 9 sọt thì có mấy sọt xanh mà giờ tới 6 mấy con lận chắc 4 cây rồi. Bắt hồ nó không trồng, nó dạ. Rồi anh chuyển sọt cao lên cho nó giùm cái anh Hiếu. Cái sọt cao nè, sọt cao nè. Dạ đúng rồi, nó để vô luôn á. Đó từ con đó đó, coi chừng nó đó. Cho lên luôn đi anh, có gì nó nhảy lên xe. Không, cái sọt thỏ bự này nó ít vậy thôi nha. Rồi cho con nhỏ nó vô đi. Rồi, để vô. Ở dưới chưa sụp sọt nè, chưa ấy nè. Chưa sụp khe nè. Rồi, nó nhảy rồi kìa đó, thấy chưa cái con quỷ đó đó. Muốn đi mà. Rồi để cái sọt đỏ lên luôn đi. Chắc khoảng cây nữa Nguyên ơi. Cây nữa. Rồi có 4 con đây nha. Để cho nó nằm ngang nha Nguyên. Ok. Rồi ok, bây giờ mình tiếp tục hành trình là mình về Cái Lậy nha bà con. Bây giờ là 10 giờ rồi, 10:45 rồi. Bây giờ mình chạy cho kịp giờ, bây giờ vì chủ trại ở Cái Lậy là 1 giờ là đi có việc rồi. Được sự yêu cầu của trại chủ là yêu cầu là mình không có được quay phim. Nên là cái trại ở Cây Lậy là mình xin phép là mình gián đoạn là mình không có quay trại Cây Lậy. Nhưng mà sau khi bắt trại Cây Lậy xong là mình sẽ quay về bắt trại của anh Lâm ở Mỹ Tho Tiền Giang. Thì mình sẽ tiếp tục quay cho bà con xem. Rồi mời bà con theo dõi hành trình của mình nha. Ok, giờ mình đang bắt thỏ ở Cây Lậy nha bà con. Thì do chủ trại là yêu cầu là mình không có quay video á, thành ra là chủ trại tải thỏ ra đầu hẻm cho mình bắt về. Thì hiện tại bên đây là mình bắt được 65 em thỏ, khoảng 145 kg bà con. Ok, giờ mấy anh em mình đang lên thỏ trên xe nha. Đó, thì hiện tại trên xe mình bây giờ là hết chỗ chắc luôn rồi. Còn bắt thỏ của anh Lâm nếu mà nhiều nữa chắc thả ra cho thỏ chạy xe luôn đó bà con. Rồi ok. Thì sương bây giờ rồi sáng giờ mình bắt thì chắc cũng phải gần 300 kg rồi bà con. Hơn 300 kg. Ha. Ok, bây giờ mình đang ở thành phố Mỹ Tho nha bà con. Thì bây giờ mình xuống tiếp tục mình bắt thỏ cho anh Lâm. Bây giờ mình vừa điện anh Lâm xong rồi. Bây giờ là ảnh chạy ra ảnh lấy sọt và mình sẽ bắt của ảnh là theo như dự đoán là phải từ 25 đến 30 con nữa. Là tổng hiện tại nếu bắt của anh Lâm được 30 con là tổng trên xe mình là phải được 200 con thỏ. Và thời điểm hiện tại là đang qua 170 con. Rồi mời bà con theo dõi video nha. Đó đây, đệ mình nó đang lấy sọt cho anh Lâm anh chở vô. Đó, mình cứ bỏ một sọt như vậy là 6 con, 7 con tùy theo xe bự nhỏ nha bà con. Rồi ok. Rồi em kéo nó vô luôn em Nguyên. Để nó đi, hồi để thỏ của anh Lâm ngoài. Ok. Bây giờ mình đi vô nhà anh Lâm trước đi. Rồi anh ra anh chở sọt sau. Rồi bà con theo dõi video nha. Rồi. Ok, để đây nha, để hồi anh ra đưa anh nha. Đưa anh về ràng với lại sọt, 4 cái sọt đi. Nha. 4 cái đi. Rồi vậy hả? Ừ. Bây giờ mình đi bộ vô bà con. Nói là chủ trại đẩy sọt vô tới rồi đó. Nay bắt thỏ thiếu rồi chủ trại. Hết tiền rồi. Được nhiêu con hả anh Lâm? 25 anh. 25 hả? Tơ hết hay là có vạt không? Có tan vạt hả? 25, 6. Rồi sọt 6 đi cho mượn cái nắp luôn. Dạ. Ha
25 nè. Mong muốn được lên sóng nhiều lần mà không có lần nào được lên sóng á. Mô hình nuôi cực kỳ đơn giản đây mà mang hiệu quả cao. Rồi dễ nào, lô nào anh? Lô này hả? Rồi bắt bỏ vô dứt vậy thôi. Anh Hạo rồi thì cứ bắt bỏ vô thôi, có gì mang giống sao. Thì đó, đâu có lo đâu, nên là kêu bắt bỏ vô đó. Tranh thủ mưa tới. Dạ. Nãy dưới cây lậy là mưa rồi. Hàng đó giặt hả? Lội hả? Dạ. Thằng này. Rồi. Cho nó vô luôn đi. Nhưng mà cho mấy con tơ vô cho nó rộng rộng xíu. Dạ. Ý là cho mấy con tơ vô, tại nó hai con bự rồi, cho mấy con tơ vô. Dạ. Ừ. Để sọc sáu mà bự không thì nó chật. Đẹp. Rồi anh Lâm anh ghinh hai sọ trước. Mình ở đây mình đang giữ mấy cái con này nè bà con. Nó này nó nhào đầu ra. Ok. Rồi chút xíu mình cân mới tiếp. Trại đây anh Lâm nuôi là đơn giản lắm. Nó cũng trầm tầng nhưng mà nuôi cực kỳ đơn giản luôn. Hiệu quả, nói chung là hiệu quả, trại anh Lâm là hiệu quả đó. Chủ nhà nó dám đi cầu này thôi. Rồi ok cần. Anh bỏ lên luôn anh Lâm, em bấm em ghi số ra. 16.3 kg. Thổi lên cái cho nó mát cái là nó im. 14.3 kg. Chiêu của ông Vũ á. Thổi phù cái nó im ru liền. Người nó không im ru thì thôi. 17.9 kg. Trời cũng nặng dữ anh Lâm à. Mười sáu ký chín, 65.4 kg trừ cho 4 cái sọt, mỗi sọt 1.3 kg là trừ 5.2 kg, 60.2 kg. Hiếu sáng giờ đi hết lúa rồi. Ủa anh Lâm có xài tài khoản không ta? Có hả? Rồi mai em chuyển khoản nha. Hôm bữa giờ bắt dán nhiêu anh Lâm? Ừ, rồi. Bắt chứ không có nhớ chủ trại ra giá nhiều bắt nhiều à. Thì đó cũng chạy luôn á. 4.515.000. Của anh giờ nữa là trên xe em là xém 200 con á. Dạ. À, là 190 mấy con á. Hết lúa luôn. Rồi ok rồi đi giọt. Quên cái bao. Hả? Cho thằng kia ngoài đợi tội nghiệp đó.
thôi đi luôn, bữa nào đi nước nôi. Ủa vậy hả? Thôi làm nước sẵn thì uống. Về tới đây mà trời về là không mưa nổi đâu. Sao? Lấy hai cái bịch. Chị? Xách cái này ra ngoài. À. Xách cái. Giờ chủ nhà làm nước kêu uống à bà con. Uống nước cái đã rồi tính tiếp. Rồi ok, giờ cân xong rồi. Anh Lâm ảnh hỗ trợ đẩy ra tới ngoài xe luôn. Bây giờ mình đẩy gì nổi, mới bị Covid xong đẩy gì nổi. Nay đi là bội thu quá. Bội thu quá, hết tiền trả tiền chủ chạy luôn. Giờ mình lên xe mình về. Quá trễ rồi, giờ khoảng 2 giờ chiều bà con. Đi từ 16 giờ sáng. Bây giờ chưa về tới nhà. Anh chuyền lên mẹ em nhanh lắm. Cho mượn cái đó luôn nha. Bữa nào nhớ thì trả quên thôi nha. Mấy thiếu rồi. Hả? Cái gì? Đó. Lấy gì đây? Ủa à. Cái con cái hả? Kỳ ta. Thì lấy cái bao lót, lấy cái đó làm cái nắp. Lấy cái bao dưới chân à, anh Lâm gà lót. Vậy đi. Nó nhiêu đây mà 200 con đó. 3-4 con nữa là 200 con đó. Được sao nhiều không anh Lâm? Sao chắc cũng cỡ này hoặc hơn. Dạ. Yeah. Cỡ 35 36 con gì không? Chắc cỡ đó. Ừ. Cỡ đó đi bắt xe máy được. Yeah. Hoặc là có chuyến ghép luôn. Dạ. Yeah. Mấy ông bắt này cũng còn được sao cũng ba mấy con mỗi hộ. Ừ. Rồi ok, cảm ơn anh nhiều. Yeah. Có dịp chuyển khoản nha, nay thiếu tiền thiệt á. Chứ... ừ chứ ông bay nói giỡn đâu. Quá tài à. Rồi về đóng cửa về. Đuối rồi. Giờ về soạn hàng ra mổ, à, ngày mai mổ là tới chiều mới xong. Thì ngày mai cho mấy ổng mổ sáng chiều. Dạ. Thường thường buổi sáng mổ 60-70 con, chiều 60-70 con nữa. Ừ. Ba người làm. Ba người sao làm hai tua sáng chiều. Hồi xưa 4 người bây giờ mừng giỏi à, rút lại. Ừ. Mừng ăn sản phẩm mà nhiều người thì chi ít tiền thôi nhưng mà nó khỏe. Nhưng mà làm quen rồi thì gồng được hết à. Ừ. Ok, video bắt thỏ của mình đến đây là hết nha bà con. Hẹn gặp lại bà con trong video kế tiếp nha. Rồi xin chào. Nước. À, được khuyến mãi 2 lon nước. Ghê thiệt. Rồi lên xe về. Ok. Rồi chào bà con nha. Hẹn gặp lại bà con trong video kế tiếp nha. Nhớ like và share video giùm Mẫn nha bà con. Rồi video kế tiếp thì mình sẽ chắc mình quay đi giao thả giống hay là đi gì xử lý sự cố gì đi cho nó hấp dẫn nha bà con. Chứ quay bắt thỏ hoài coi như nó bắt hoài chán lắm. Ra là đổi mới cho bà con mình xem cho nó vui, vui mắt nha. Ok, bye bye bà con. Mình giọt về Bến Tre đây, bây giờ trời chuyển mưa quá, trời chuyển mưa rồi. Mà chạy về riết chứ không là mắc mưa luôn á. Nó giỡn thôi chứ đi xe tải mắc mưa cũng kệ thôi. Nhưng mà lại đuối rồi. Rồi, bye bye bà con.